cà phê là một trong những đồ uống phổ biến nhất trên hành tinh. Được sản xuất từ hạt của cây coffee, hạt cà phê được thu hoạch với số lượng lớn mỗi năm. Chỉ một cây có thể tạo ra 1 hoặc 2 bao hạt cà phê mỗi năm, mặc dù bản thân cà phê không có cholesterol và trên thực tế có một số lợi ích cho sức khỏe, các hóa chất cụ thể trong cà phê. Chẳng hạn như diterpen và cafesto đã được chứng minh là gây ra sự gia tăng mức cholesterol trong máu, một nguyên nhân chính gây ra các tình trạng như bệnh tim. Người ta đã ghi nhận rằng một số loại phương pháp sản xuất bia có thể ảnh hưởng đến nồng độ của những chất hóa học này trong cốc nước ngọt của bạn. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Open Heart xem xét sự giao thoa giữa giới tính của người uống rượu và phương pháp sản xuất bia, cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về những gì hình dạng mà cà phê ảnh hưởng đến mức cholesterol cụ thể. Các nhà nghiên cứu muốn so sánh các phương pháp pha cà phê khác nhau, espresso, bộ lọc vỏ quả, ở những người từ 40 tuổi trở lên. Nghiên cứu bao gồm khoảng 21.000 người tham gia, nam giới và phụ nữ. Họ đã tham gia vào nghiên cứu CHOMSU, một nghiên cứu dân số được thực hiện ở Na Uy. Các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu khảo sát từ nghiên cứu hỏi về tần suất tiêu thụ cà phê và những người tham gia sử dụng phương pháp nào để pha cà phê. Thông tin cơ bản về sức khỏe của những người tham gia đã được thu thập để loại trừ các nguyên nhân tiềm ẩn khác gây ra cholesterol. Các mẫu máu cũng được thu thập để đo nồng độ cholesterol trong huyết thanh. Nhìn chung, nam giới cho biết mức tiêu thụ cà phê trung bình nhiều hơn một chút so với phụ nữ, 5 tách mỗi ngày so với 4. Các xu hướng chính khác bao gồm, những người đàn ông uống 2-3 tách cà phê espresso mỗi ngày có mức cholesterol trong huyết thanh cao hơn đáng kể so với những người không uống. Sự khác biệt cao nhất giữa hai giới, uống thêm 6 tách cà phê được pha theo phương pháp piston cũng dẫn đến mức cholesterol cao hơn ở cả nam và nữ. Uống từ 6 tách cà phê lọc trở lên có liên quan đến mức cholesterol cao hơn ở phụ nữ, nhưng không phải ở nam giới. Với mức độ phổ biến của cà phê và tần suất nó được tiêu thụ, việc chú ý đến những tác động đến sức khỏe của việc uống cà phê là rất quan trọng. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.